Rồi. Con hạt sắp còn tàn này. Quá tuyệt vời nữa luôn các bạn. Các bạn thấy không chị? Đây là mấy ăn xếp cái con hạt đó. Lấy đi em, hạt lấy đó. Đi, em lấy đi. Lấy. À, để đây nè ông nội ơi, người ta mới để vậy nè, thấy không? Đúng rồi, nó bay nè, nó bay qua bay lại đó nè, trời ơi, rất là đẹp, quá đẹp luôn. Rồi ơi, kiếm miếng nước bọt không ra nữa nè. Rồi lát xin con hạt luôn em gì? Trời ơi, tặng ông luôn. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay Phong sẽ gửi đến cô chú anh chị một cái đoạn video về một cái nhân vật rất kỳ lạ, xếp hạt bằng lưỡi đó, và xỏ kim bằng răng, mà một lỗ kim rất nhiều sợi chỉ luôn. Một điều kỳ thú Phong muốn gửi đến quý cô chú anh chị nha. Hãy cùng Phong khám phá những cái điều lý thú trong cuộc sống hàng ngày. Và đây là bé An, là một cái điều kỳ thú để gửi đến quý cô chú anh chị. Rồi. À, giờ người mẹ đang cắt theo khuôn khổ mới được ha, chứ lớn nhỏ hơn là không chịu ha. Không, cắt gì nó còn tè lại nữa. Dạ hả? Nó tè. Tao nói mẹ không dám, không có đọc bằng còn cắt lại mà. Vậy được chưa? Chắc là còn cắt lại mà lâu tiêu luôn á. Thôi kệ mẹ nó đi. Bây giờ cái gì? Đội nhỏ hơn hay là đội lớn hơn? Bự hơn á. Nhưng mà hết cái bự rồi. Ủa, lúc trước sếp có con nhỏ xíu đó mà. Cái lưỡi rồi đá rồi nè quý vị. Phong rất muốn truyền tải về cái điều kỳ lạ mà bé An mang tới cho quý vị. Đó, cái miệng đá qua đó lại hồi ra được chiếc một cái ngôi sao hoặc là một cái con hạt. Còn một điều lý thú nữa, quý cô chú anh chị hãy xem nha, đó là bé An là xỏ chỉ. Xỏ chỉ luôn. Xỏ ngậm xỏ chỉ luôn hả? Xỏ kim xỏ chỉ luôn. Dạ. À, quý cô chú anh chị đừng có rời màn ảnh nha. Những điều kỳ thú này sẽ Phong sẽ gửi đến có nhiều điều kỳ thú lắm. An sẽ trình diễn từng món từng món từng món. Từng món luôn. Vì Phong đã ghé của em An là năm rồi rồi, hôm nay ghé thăm An nữa. Nhớ mà. Hot girl của ở xứ này là ở đâu cô? Cô không biết hot girl đó là ai nữa. Không phải xứ ở đây nè. Ở đây là kêu chỗ gì á? Ở đây là kêu ở phường Tân Lộc á, Tân Lộc 1 á. Dạ, phường Tân Lộc. Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dạ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Đúng rồi. Nhưng mà ta gọi đảo này là đảo Đài Loan. Đài Loan. À, tại vì ở đây 1.000 cái nhà đó, tất nhà tường đó, hết 800 cái nhà mà lên Đài Loan rồi. Dạ. Cho nên là ta kêu là đảo Đài Loan. Có nhà này Việt Nam kìa nó. Trời ơi. Thấy không vui vẻ cho quý vị. Tại bé ăn bệnh đó chứ nếu mà ăn không bệnh chắc cũng là nhà Đài Loan luôn đó. Đau rồi trời ơi thôi. Có đừng có mà vụ này á, bây giờ con cái cháu ngoại cháu nội nhóc rồi. 38 tuổi rồi. Không bệnh là bé ăn Đài Loan rồi đó. Thôi cậu nói hẳn cái tao đi. Hạn kiếp sau đi kìa. Sao cũng được hết. Muốn xếp cái nào xếp nha. Không có. Đài Loan đó hạn kiếp sau. À kiếp sau ha. Trời ơi vậy là cũng muốn có chồng ha. Ê muốn có chồng không? Tôi giới thiệu cho nè. Đã em nói hạn kiếp sau rồi. Ủa bây giờ cũng được gì đâu. Hạn kiếp sau rồi. Trời ơi. Cái duyên nợ nó tối sao mà tránh khỏi được. Làm thì làm ha, mà lừa thì lừa ha, mà cũng hãng gán nói chuyện rồi, nghe nói cái đội kiếp sau đó ghét không. Một phút im lặng dành cho bé An đó. Cô nay nhiêu tuổi rồi? 68 rồi. Cô 68, bé An An thì 38, vậy là 30 tuổi mới có bé ha. Ủa mình là mấy người con vậy cô? Có 5-6 người. Năm sáu người nếu mà
kể đủ hết là 7-8 người. Dạ. Tại vì như bỏ hết mấy người rồi. Dạ. Bỏ là làm sao cô? Như nó bệnh đó. Bệnh. Người qua đời đó. Dạ. Nhưng mà có trong những anh chị em đó có giống như bé An không? Không, đứa nào cũng đẹp gái đó. Khỏe khoắn luôn ha. Ồ, chị hai á hả? Chị hai cũng qua đời á ha. Mẹ giờ là ồ. Ừ. Nè nè cậu. Đó. Chị ba nó nữa, chị ba nó là cái hình đó đó. Đó. Như là hiện tại giờ đó là mình bao nhiêu người còn bây giờ còn hiện tại giờ trong gia đình thì như là còn 4 người, 5 người. Nhỏ chị nó bên đó đó. Dạ, đi nhà đang ngồi đó ha. Dạ, rồi cái thằng em út của chú An với chú An nữa. Dạ. Đó là chị ba đó, chị dạ. Hai rồi giờ chị ba. Rồi cô ảnh là thứ tư đó. Dạ. Kể dồn lại nó thứ năm em út nữa. Dạ, vậy là cái này áp út ha. Nhưng mà những anh chị em khác là vẫn mũi quá trời mũi luôn. Nó đốt nào đốt ngang mũi đó thấy không? Dạ. Nằm đâu đốt ngang mũi với quạt gió. Mình bỏ mũi cắn. Dạ đúng rồi, mũi. Bị nó không có hoạt động tay chân được á. Dạ. Vậy hả? Anh coi cái bịch thuốc của tôi máng trên xe còn không lấy đem đây tôi coi. Cái gì? Cái ấy bịch thuốc đó với lại cái thuốc nhỏ số mũi đó. Đó, nó không nó dinh son này nó không nhức nhiều, nó không nhức ít ha, mà trời lạnh nó nhức khó chịu lắm, nó ra nhức trong lòng chịu không nổi. Ờ đó thuốc không đó. Vậy là hiện giờ An đang xếp hạt phải không? Ông Phong này ổng ác quá, tôi đang ngậm mà cứ hỏi tôi hoài vậy. Tôi biết cái tài rồi nên giờ tôi kiếm cái gì cho nó khó khó hơn nữa nè. Kiếm khó khó hơn. Bây giờ vừa xếp mà vừa cười được không? Cười hả miệng luôn nha. Dễ gì? Cái dễ hoài, ta có tài là ta làm được hết trơn à. Ta kiếm cái gì khó khó hơn à. Năm rồi thì ghé An à, An rất vui. Năm nay cũng còn vui. Dạ, mà năm nay còn vui hơn nữa nè. Quá trời luôn. Ai nói gì nói em, cứ tập trung làm. Rồi, làm hay lắm đó. Thấy không? Mình giờ mình xếp bằng tay chưa chắc thì được cái ngôi sao đó nữa. Không, mình xếp bằng tay cũng không khéo bằng nó xếp bằng miệng. Bằng luôn nè, nó cái ngôi sao đó thôi. Tại vì em biết sao, cái cọng dây này là cọng dây này á là nó chất lượng bằng ni lông nè, nó bền bền. Bền bền. Mà mình xếp bằng tay là không có cách nào đẹp bằng nó xếp bằng miệng. Mà sao mình xếp mình xỏ được nó vô mấy cái kẽ rồi nó liền luôn, không bung ra nữa. Nè, em thấy như mấy con chỉ này là tự nó làm không nè đó. Nè, cái này là nó làm không nè. Hả? Đó, đồ này là của nó làm không đó. Ừ, em thấy không? Họ xỏ mấy cái hộp của luôn á ha. Họ xỏ luôn, cộng chỉ không xỏ nè. Chút xíu nữa xỏ cho em coi. Hay quá. Xỏ vô mấy cái hộp đó luôn. Xỏ vô luôn. Ồ quá hay ha. Là mấy cái mấy chỉ là xỏ lôi vô mình đang xỏ hết luôn. Xỏ. Tự nó làm luôn. Đó, thấy con hẹp là mình là không lỗi rồi. Bây giờ mình làm bằng tay thì chắc gì khéo như vậy. Này nó gì thấy ba ăn xếp một gỗ. Ê lừa lừa ra nữa hay không? Ồ, gắn hát rồi kìa. Gắn nở rồi, nở rồi. Quá độc luôn rồi. Để làm lông cho nó bay nữa. Đang có khách đang ơi, nhắn tin đi nha. Ừ, quá hay luôn rồi. Con hạt sắp hoàn thành rồi. Ừ. Đó, tuyệt vời nữa đúng không? Có gì thấy không chị? Đây là mang xếp cái con hạt của chị. Đó. Lấy đi em. Hàng lấy đi. Em lấy đi. Lấy. Đó. Trên bữa coi. Đây nè. Đây là con hạt không có gì? Ủa xong rồi hả? Xong rồi nè. Ừ. Đây là con hạt. Đang xếp hình con hạt của chị thấy không? Một nguyên con hạt rất là đẹp luôn. Đây. Ướt không? Ướt không? Không ướt, khô gan. Đó, thấy chưa? Thấy rồi, thấy hạt chưa? Thấy cái bài không?
nè, cái tài số quá à, nè đưa đây nè, đến đây nè ông nội ơi, người ta mới để vậy nè, thấy không? Đúng rồi, nó bay nè, nó bay qua bay lại nè, trời ơi, rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rồi, ơi, kiếm miếng nước bọt không ra nữa nè. Rồi lát xin con hạt luôn nha gì. Trời ơi, tặng ông luôn. Tặng luôn, lát xin bọt luôn, xin luôn. Kỷ niệm của cái Thí An nha. Bây giờ đến Thí đẹp quá trời đẹp luôn quý vị ơi. Đây nè. Cái bánh ú gì vậy? Con hạt không rồi sao? Rồi, đẹp quá nè. Nè, bây giờ cái bánh ú này em tháo ra không được nha. Bà Thí An thắt vô rồi em tháo ra. Là vừa chỉ và vừa bánh ú luôn á. Là hai sự kết hợp với nhau và không có rời được nhau luôn á. Ồ, ôi. Sao? Ờ, bé An xếp được cái bánh ú luôn vậy. Cái bánh ú này là tự ông sở chỉ vô luôn. Cái con bạch nó. Cái độc lạ luôn. Ừ, thấy chưa? Hai món rồi nha quý vị. Màu đỏ đi. Ừ. Con hạt vàng ngôi sao. Con hạt vàng ngôi sao. Màu đỏ đi. Mẹ quý vị thấy không? Tự bé An xếp đó, hình con hạt.